Kính chào quý vị và các bạn. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị để cập nhật những thông tin trong nước nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 2 tháng 12, Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong một tuần, từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tổng kiểm soát gần 50.000 người điều khiển ô tô xe máy lưu thông trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt gần 1.400 trường hợp, trong đó có 48 ô tô, 1.332 xe máy. Trong đó có 2 tài xế xe ô tô dương tính với chất ma túy, 6 trường hợp người đi xe máy dương tính với ma túy, 1 trường hợp tài xế dương tính với ma túy và cồn. Trước đó, từ ngày 24 tháng 11 đến trước Tết Nguyên đán năm 2024, phòng PC08 chia làm 10 cụm, trong đó 5 cụm kiểm tra nồng độ cồn khu vực trung tâm và 5 cụm ở vùng ven. Các cụm được kết hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông quận, huyện, thành phố Thủ Đức phối hợp các đội trạm thuộc PC08 ở gần nhau. Các cụm này thực hiện kế hoạch chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm trên tuyến đường và địa bàn của các đội trạm trong cụm đó đảm trách. Trước đó, ngày 23 tháng 11, Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 7 ngày ra quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng phát hiện gần 330 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy khi lái xe. Theo phòng PC08, sau 7 ngày ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã tổng kiểm soát 17.323 phương tiện. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 1.071 trường hợp vi phạm, gồm 159 xe ô tô khách, 166 xe ô tô tải, 42 xe ô tô, 46 xe container, 654 xe máy, 4 xe khác. Thượng tá Trần Trung Hiếu, trưởng phòng PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm khép kín 24/24 giờ hàng ngày nhằm phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông trên quốc lộ 1. Quá trình làm nhiệm vụ, cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý nghiêm đối với tất cả các trường hợp vi phạm theo quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an. Chiều 25 tháng 11, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an thông tin về kết quả ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn trong thời gian trên. Theo đó, các tổ công tác của Bộ Công an do C08 làm tổ trưởng đã phối hợp PC08, Công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung kiểm soát, phát hiện, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà hơi thở có nồng độ cồn. Với sự quyết liệt xử lý vi phạm về nồng độ cồn tại 58 tỉnh thành, tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia đã giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Các tổ công tác đã trực tiếp kiểm soát 197.932 phương tiện, bao gồm 96.990 ô tô, 100.942 xe mô tô và xe máy điện, xe ba bánh, phát hiện và bàn giao cho địa phương xử lý 6.391 trường hợp vi phạm, trong đó 6.119 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Qua xác minh các trường hợp vi phạm nồng độ cồn ghi nhận, 232 người là cán bộ công chức, nhà báo, trong đó có 184 cán bộ công chức, cụ thể 175 đang công tác, còn lại nghỉ hưu, 15 phóng viên. Các trường hợp này ngoài xử lý theo quy định, C08 còn gửi thông báo về cơ quan đơn vị công tác để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, của cơ quan. Ngoài ra, quá trình kiểm tra, các tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ, lập biên bản, bàn giao cho công an địa phương khởi tố 8 vụ, 9 đối tượng, gồm 3 vụ, 4 đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng chất ma túy trái phép, 3 vụ, 3 đối tượng chống người thi hành công vụ, 2 vụ, 2 đối tượng về hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Đồng thời, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xác minh, xử lý 37 vụ, trong đó có 24 vụ liên quan ma túy, 10 vụ liên quan giấy phép lái xe không do cơ quan thẩm quyền cấp, 2 vụ có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, 1 vụ có dấu hiệu đục số khung số máy, gắn biển số không đúng với xe đang điều khiển. Những con số về tai nạn giao thông nguyên nhân do sử dụng rượu bia, vi phạm nồng độ cồn đã chứng minh hiệu quả việc quyết liệt xử lý vi phạm của các tổ công tác Bộ Công an. Đại diện C08 cho biết và khẳng định, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, việc xử lý chuyên đề về nồng độ cồn là liên tục, không có ngày nghỉ và không có vùng cấm ngoại lệ. Chiều 24 tháng 11, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, tranh luận lại đối với những băn khoăn của một số đại biểu về việc khi tham gia giao thông có được có nồng độ cồn hay không. Đại biểu Bế Trung Anh, tỉnh Trà Vinh cho rằng, muốn kiểm soát năng lực hành vi, trong khi rượu chỉ là một trong số những tác nhân và khi uống rượu nhiều quá mới ảnh hưởng đến năng lực hành vi, uống ít thì có lẽ cũng chưa có ảnh hưởng.
đại biểu cho rằng cần phải phân biệt rõ giữa năng lực hành vi với tác nhân gây ảnh hưởng đến năng lực hành vi. Nếu anh dùng rượu quá nhiều thì không kiểm soát được năng lực hành vi, nếu dùng ở mức nếm rượu thì chắc vẫn ổn, đại biểu nói. Từ đó, đại biểu Bế Trung Anh cho rằng cần phân biệt giữa hai chuyện là năng lực hành vi với câu chuyện dùng rượu hay không dùng rượu. Nếu chúng ta kiểm soát toàn bộ tác nhân gây mất năng lực hành vi thì không chỉ có rượu, thậm chí có cả cocaine. Trước đó, đại biểu Lê Hữu Chí, tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc quy định nghiêm cấm tuyệt đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, chính phủ đã có ý kiến giải trình hợp lý. Theo đó, quy định này nhằm đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người tham gia giao thông, hạn chế thấp nhất các tai nạn giao thông quan trọng. Trên thực tế, việc xử lý quyết liệt vi phạm liên quan đến nồng độ cồn có tác dụng tích cực nhất định về thay đổi ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, hạn chế tai nạn giao thông. Tuy nhiên, quy định này cũng có phần chưa phù hợp dưới góc độ văn hóa, tập quán sinh hoạt của người Việt Nam cũng như góc độ sinh học. Đại biểu đề nghị cần nghiên cứu đánh giá thận trọng kỹ lưỡng quy định này trên cơ sở đảm bảo yêu cầu thực tiễn, các căn cứ khoa học, đảm bảo tính khả thi. Một ý kiến khác, đại biểu Đặng Bích Ngọc, tỉnh Hòa Bình cho rằng, thời gian qua, Bộ Công an đã rất quyết liệt trong chỉ đạo tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. Điều này góp phần rất quan trọng vào việc đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội, phòng ngừa nguy cơ tai nạn, hạn chế rất lớn những vụ tai nạn thương tâm xảy ra, góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc tham gia giao thông, hình thành văn hóa, thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe. Đại biểu Hoàng Quốc Khánh, tỉnh Lai Châu cho rằng, không nên quy định cấm tuyệt đối mà nên kế thừa những quy định luật giao thông đường bộ 2008 và nên cho phép nồng độ cồn trong máu và hơi thở ở ngưỡng an toàn, theo quy định, quy chuẩn của cơ quan có thẩm quyền là phù hợp với thực tiễn. Đại biểu cũng cho rằng nên quy định cấm tuyệt đối với người hành nghề lái xe chuyên nghiệp, có công việc chính là lái xe dịch vụ, lái xe hợp đồng các cơ quan tổ chức nhà nước và lái xe kinh doanh. Đại biểu Tô Văn Tám, tỉnh Kon Tum cho rằng phần lớn nguyên nhân gây tai nạn giao thông đều do lỗi con người. Việc thay đổi hành vi ứng xử của người tham gia giao thông cần được ưu tiên nhằm làm cho vấn đề an toàn giao thông đường bộ có tính chất quy phạm. Điều này có ý nghĩa về văn hóa giao thông phải được thay đổi, tăng cường để người dân có hành vi đúng mực khi tham gia giao thông. Vấn đề không chỉ là nghiêm cấm, xử phạt thật nghiêm mà còn là công tác giáo dục, tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đại biểu Tô Văn Tám nhìn nhận. Từ đó, đại biểu đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của công dân trong việc học tập, quán triệt, hiểu biết luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để nâng cao nhận thức, nâng cao trách nhiệm khi tham gia giao thông của người dân. Góp ý hoàn thiện dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nêu quan điểm, luật trật tự an toàn giao thông phải giải quyết bài toán khó ở Việt Nam, phải sử dụng các công cụ, phương pháp điều khiển giao thông trên thế giới. Đối với đất nước có giao thông hỗn hợp giữa xe ô tô và xe gắn máy như ở Việt Nam, trong phần giải thích từ ngữ quy định chung là ùn tắc giao thông, nhưng theo đại biểu, ùn và tắc là hoàn toàn khác nhau, cần phân biệt được mới giải quyết được ùn tắc. Khi đó, người tham gia giao thông sẽ chọn đi đường nào bị ùn hay đi đường nào bị tắc. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cũng đề nghị nghiên cứu các quy định nhằm giải quyết được các nguyên tắc về ùn tắc giao thông ở Việt Nam, đồng thời cần quy định chặt chẽ trong luật, không thể coi giải pháp văn hóa giao thông để giảm hiệu quả tình trạng ùn tắc giao thông. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!